Hello các bạn nha. Mình vừa làm tiếp test trả đơn nha. Sẵn thì mình giới thiệu tới khách những cái sản phẩm bên mình. Đây là giảm tốc 12-24 nha. Thì nhân tiện trả đơn thì mình làm tiếp test luôn nha. Hiện tại thì một đơn 150W và hai đơn 100W nha. Hai đơn 100W. Ok, thì mình giới thiệu từ từ đi lên nha. Đầu tiên những con này chính là 100W các bạn. Nó là hai để lấy cái con mà tem nó đang ok nha. Con này đi. Con này rất tem. Nó dễ chạy cái tem các bạn. Này cái này cũng được nè. Đây các bạn thấy nha. Nó là 21V 5A thì là khoảng 100W hơn nha. 100W qua hộp số. Con này ở 24V thì ra khoảng 195 vòng. À, cho nên ví dụ như khách nào chạy 12 á thì khoảng 100 vòng một phút nha, 100 vòng một phút. Mấy con này rất là khỏe nha, khách nào chế tời kéo bạc cuốn bạc gì đó các kiểu. Có khách lấy hai cái để cuốn cái bạc các bạn, hai bên á chạy đồng tốc nha. Con này hàng toàn bộ là hàng mới của Nhật chưa xài. Những cái loại này các bạn thì cái nắp phía sau nó encoder á, là nó bằng sắt, nó không có bể nha. Trừ cái con mà to nhất á, 300W á, là cái quarter nó bằng nhựa cho nên nó gãy hết trơn à. Các bạn tưởng tượng trong cái đống này nó về thì nó không thể còn đủ đúng không? Nhưng mà cơ bản thì cái nắp chụp này là chỉ chụp hầu như khách không có xài các bạn nha, không có xài nha. Cho nên là bán ra thì gần như cái nào cũng bị bể vậy nha. Khách nào kỹ các bạn về mình làm cái chụp á, mình chụp mình chi keo để không vào nước nha. Cái này thì mình báo trước, con này con lớn nhất 300W nha. Ok, giới thiệu từng con nha. Đầu tiên là con 100W các bạn. Cái con 250W á là chưa có đơn và con lớn nha. Nhưng mình cũng giới thiệu nha, ý là chưa có đơn là trong cảm ơn Bo. Ok, chưa có đơn là trong ngày hôm qua với hôm nay các bạn, còn những đơn mà trước đó nữa thì mình ship hết rồi các bạn. Ok, test cho các bạn nha. Đây là 12. Mấy con này thì các bạn cấp ngược chiều cờ kiểu gì cũng chạy nha các bạn, tại vì nó là DC chổi thang. Hàng này hàng mới chưa xài nha, rất là bền bỉ. Khách nào mua về thì cứ cấp điện là xài thôi. Buồn lấy cái ghế cho các bạn để lên nha. Đó các bạn, cái này 12 nha. 12 thì tầm cỡ 100 vòng một phút. Lực cũng rất là tốt nha, lực rất là khỏe các bạn. Tại mấy con này qua chăm tóc hết. Một lát nữa mình làm một cái review là mình mở mấy cái ruột bên trong á cho các bạn xem nha. Hộp số thì mình làm clip mở rồi, còn cái ruột này nè thì mình chưa có review, tí mình làm cái clip cho các bạn coi. Đây là con 100W 12V lực rất là tốt. Đây để test cho các bạn coi nha. Mệt quá hết chưa? Bên mình để làm hết tuần sau rồi nghỉ các bạn. Đây 12V nha các bạn. Con này lực thì thôi rồi nha. Bạn khỏi bàn nha. Lực rất là tốt ha. Các bạn làm một cái ống rulo ra để các bạn cuốn cáp cuốn gì đó cuốn nha. Cấp điện là chạy ha. Đảo ngược cực thì là sẽ đảo chiều. Con này giá là 420k thấp nhất nha, bao ship. Giá này giá không đổi. Trước đây là 550 các bạn, mình giảm còn 420 giá thấp nhất nha. Cái lô này giá mình lấy cũng tốt hơn so với trước đây nha. Cho nên một phần cái đầu vào nó cũng tốt hơn. 420k động cơ 100W nha. Mình cứ nói như vậy cho nó dễ, tại vì khách mua khách nói với bán con tôi con giảm tốc 12-24 100W nha. Là mình sẽ hiểu được. Giảm tốc của Nhật 12-24 Make in Japan toàn bộ đống này các bạn. Bạn nhìn cái đống như cái núi à. Quay cho các bạn coi.
Đây là con đầu tiên. Con này có hai đơn. Để riêng luôn nha, tí mình gói. Con thứ hai, con nào cũng được các bạn. Thật ra giống nhau 100%. Đây các bạn thấy không? Đó, cái tem nó hơi rách xíu thôi chứ giống nhau hết. Cái này thì hàng mình bán ra là test 100% các bạn, tại vì test nó cũng nhanh, một chưa đầy một phút test sẹt là xong, chứ không có lý do này gì mà không test các bạn. Mất công sau này đổi trả nó cũng mệt. Các bạn nhìn là nó quay không nghe tiếng động, cốt cực êm, hàng của Nhật không các bạn, cho nên các bạn yên tâm về chất lượng nha. Hàng mới chưa xài, các bạn xài rất là bền. Đặc biệt mấy con nhỏ nhỏ này thì các bạn thấy là cái này bằng sắt nó không bị hư, còn bằng mũ thì nó hư hết trơn, sao kỳ ta. Tại sao lại thiết kế bằng mũ ha? Ok, đây là con thứ hai của anh khách nha. 100W 420k bao ship. Bát này 100% con nào cũng có nha các bạn. Có khách dặn mình là lấy đủ bát nha, nhưng mà cơ bản thì nó luôn luôn có, cho nên mình cũng nói với khách là luôn có. Con thứ hai và thêm một đơn là 150W nha. 150W. Thì sẵn mấy con kia thì mình giới thiệu thôi. Đơn tiếp theo là một con 150W. Chính là con này các bạn. 150W nha. Con này 580k, khách đã chuyển khoản lúc sáng. Hàng của Nhật, Made in Japan, 24V 7.5A, 7214 nha, 14 24 nhân 7.5 thì ra khoảng 160W nha. Mình tính chọn là chẳng là 150W. Có luôn cái ụ này. Những cái này á cơ bản các bạn là mình để luôn cho khách nha. Mình cũng không có tháo để làm gì. Khách làm gì đó làm. Cắt dây nha. Đa phần là tuốt dây hết các bạn. Tuốt dây. Xong mình sẽ test. Cho tới bây giờ thì mình gặp đúng một con là có vấn đề thôi các bạn, còn lại là chạy hết nha. Các bạn thấy 12V đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con này cỡ 80-90 vòng một phút nha. Các bạn thấy là cái số vòng á, một vòng nó nhanh hơn một giây nha. Nhanh hơn một giây nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, cho nên là khoảng 90 vòng một phút. Chết rồi. Ủa lộn. Nhầm. Mình tưởng cái dây này bị cắt chứ. Nhưng mà cái dây encoder này bị cắt không sao nha. Thì khách không có xài. Cắt cho nó gọn. Cắt cho nó gọn. Nếu mà khách nào kỹ nữa đó các bạn, mình chích miếng keo đây nè. Đó, cho nó không có vô nước vậy thôi à. Đó. Còn khách nào làm việc trong môi trường không có nước thì sao cũng được ha. Ok. Con này 580k nha, bao ship. Giá bán là bao ship hết các bạn. Con này để riêng, tí gói. Còn lại hai con, hai loại nữa nha, nhưng mà đang chưa có đơn. Tí là ý là ngày hôm qua với hôm nay là chưa có đơn, cho nên là sẵn mình giới thiệu luôn. Chứ mấy con này lắc cũng không có gói nha. Để cắt trước nha. Con này 250W, 750k bao ship. Ủa xúc hết chưa? 250W. Cái nhông nhựa này có một cái bị bể hay sao các bạn, nó kêu. Nhông nhựa ha, có chỗ nào nó bị bể nên nó đá qua đá lại ha. Đây các bạn. Con này 30V 8.4A, công suất khoảng 250W nha. 750k bao ship. Rất là tuyệt vời. Đó. Con này thì nó còn luôn hai cái bộ nhông hai bên, mặt đạn các kiểu. Buli. Buli trong nữa. Hàng mới chưa xài các bạn. Bỏ. Nó có cái bát rất là đẹp nè.
con nào cũng có số lượng nha các bạn, chứ không phải là mỗi con có ít nha, con nào cũng có số lượng cả. Tình trạng hiện tại là con nào cũng có số lượng nha. 750k bao ship à, thì mình giới thiệu nha, nó có thêm một loại nữa. Chứ hiện tại thì con này mình tìm một con thêm 300W nha. Ôi, con này đi. Ba trăm watt là lớn nhất các bạn, dây nó cũng to nhất nha, dây to đùng. Nặng quá các bạn, con này gần 6 kg, lâu có một con nó còn cái này các bạn, cái này thì nó cũng dễ hỏng nha. 300W 30V 9.6A 290W nha, 300W cốt lớn. Bạn thấy cốt to đùng không? Chạy cực êm. Con này ở 24V thì tua cỡ 250 vòng 1 phút nha. Đó. À, to đùng, khỏe. Con này khách nào chế tờ, chế gì cũng được nha. Đó. Ứng dụng chế tờ rất là tốt, kéo bạc các kiểu. Hàng của Nhật, à, bao xài hàng mới. Con này 1 triệu bao ship ha. Giá đã giảm từ 1.250.000. Ok, giới thiệu tới các bạn nha. Cho tôi nặng.